Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn một cái dạng đình thức mới. Nó khác với cái đình thức mà bình thường các bạn biết và nó có những ưu việt trong vấn đề tính toán. Thì trước khi đưa ra đình thức mới thì thầy sẽ nêu cái cách tính đình thức cũ mà các bạn đã biết. Đó là cái đình thức cấp 2. Đây là cột A, cột B, cột M, cột N. Đấy, khi gặp cái đình thức này thì trong toán học, đặc biệt là toán học cao cấp thì các bạn biết rồi, là nhân chéo như thế này rồi trừ đi là bằng AN trừ cho BN. Đấy, đây là đình thức thông thường. Đấy, bây giờ cái đình thức mới thì sao? Thì chúng ta không sử dụng hai gạch này, viết hai gạch này sẽ là không viết, mà chúng ta sử dụng dấu mũi tên. Đấy, chẳng hạn như A, B, M, N. Đấy, không viết nhé. Đấy, mà chúng ta chỉ sử dụng dấu mũi tên và cái hướng tính toán theo cái dấu mũi tên. Chẳng hạn như thế này, thì hướng tính toán là AN. AN viết trước và dấu cộng. Dấu mũi tên đi xuống là dấu cộng về AN. Đấy, còn mũi tên đi lên như thế này là trừ. Trừ đi M, B. Đấy, với cái định nghĩa như thế này thì ta sẽ có là đình thức cũ A, B, M, N, khái niệm cũ đấy, thì nó sẽ bằng đình thức mới là A, B, M, N. Và cái hướng mũi tên này các bạn này, nhìn vào cái hướng mũi tên. Đấy, nhìn vào cái hướng mũi tên này để chúng ta quyết định cái dấu cộng hay dấu trừ. Còn như thế này, vẫn là A, B, M, N. Nhưng dấu mũi tên như thế này, dấu mũi tên đi xuống, rồi dấu mũi tên đi xuống thì nó sẽ bằng này A, N, là dấu cộng. Đây cũng thế, mũi tên đi xuống là cộng với B, M. Đấy, dấu cộng. Ta lấy ví dụ chẳng hạn như 3, 4, 1, 2. Mũi tên đi xuống, mũi tên đi xuống thì nó sẽ bằng này 3 nhân 2 cộng với 4 nhân 1 bằng 7. Bằng đây là bằng 10 các bạn nhé. 10. Đấy. Còn như thế này. 3 4 1 2. Mũi tên đi xuống, mũi tên đi lên thì nó sẽ bằng này, mũi tên đi xuống là dấu cộng, 3 nhân 2 trừ cho 4 nhân 1 là bằng 6 trừ 4 bằng 2. Đấy, các bạn nhớ vậy. Hoặc như thế này, A, B, M, N, mũi tên đi lên, mũi tên đi lên tức là dấu trừ, trừ A, N, trừ M, B. Đấy, là dấu trừ cả. Cụ thể như sau, đó là 3, 1, 2, 6. Mũi tên đi lên, mũi tên đi lên. Vậy cái này sẽ bằng trừ 6 nhân 3 trừ 2 nhân 1 bằng trừ 6 nhân 3 là trừ 18 trừ 2 là trừ 20 các bạn nhé. Vậy cách tính ở đấy nó tùy thuộc vào dấu mũi tên các bạn nhé. Đấy, đấy, đó là những cách làm mà các bạn cần phải nắm. Hoặc là như thế này, bây giờ dấu mũi tên kiểu khác vẫn là, đây là A, B, M, N, và mũi tên như thế này, mũi tên đi xuống, mũi tên đi xuống thì đấy sẽ bằng A, M, mũi tên đi xuống là cộng nhé, cộng với BN. Đấy, còn như thế này, A, B, M, N, mũi tên đi lên, mũi tên đi lên thì nó sẽ bằng A, M trừ A, M trừ cho N, B. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Cho đó các bạn cần nắm là mũi tên đi xuống,
là tương ứng với dấu cộng, còn mũi tên đi lên là tương ứng với dấu trừ. Đấy, bây giờ mũi tên sang trái sang phải thì sao? Thì ta quy ước là mũi tên sang phải là dấu cộng, còn mũi tên sang trái ngược lại dấu trừ. Vậy ta sẽ có điều này, chẳng hạn như A, B, M, N, mũi tên như thế này, mũi tên như thế này, thì nó sẽ bằng là AB trừ MN các bạn nhé. Đấy, các bạn quy ước như vậy. Đây, ví dụ chẳng hạn như 3, 1 như thế này, 2, 6 thì nó sẽ bằng 3 x 1, còn đây dấu trừ, 2 x 6 bằng 3 trừ đi 12 là trừ 9 các bạn nhé. Đấy, các bạn cần làm như vậy. Vậy cái định thức này là định thức mà tính theo dấu mũi tên các bạn nhé. Đấy, hy vọng rằng qua cái bài giảng này sẽ giúp các bạn hiểu thêm một cái khái niệm toán học mới. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.